Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2021. Cửa hàng âm thanh Hạnh xin test một chiếc đầu câm Pioneer có modem CT700 để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã liên hệ với cửa hàng âm thanh Hạnh để đặt sản phẩm ngay sau khi clip được đăng tải lên kênh. Vâng, sản phẩm này thì anh khách hàng có đặt bên cửa hàng âm thanh Hạnh là một chiếc hồi gỗ luôn để anh trưng bày tại không gian phòng khách của anh và để cho nó đẹp mắt hơn. Thì sản phẩm này cửa hàng sẽ test và gửi hàng đi để lắp hồi gỗ nhé. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Hạnh thì vẫn còn những chiếc đầu câm có mức tiền dưới 10 triệu. Bên cửa hàng đang còn 4 chiếc. Một chiếc Akai 705 ở phía sau và một chiếc tích đích vừa về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua có modem 3 số 2. Và bên cửa hàng thì còn một chiếc Akai M40R và một chiếc Tech 470. Vâng, sản phẩm thì vẫn trưng bày tại đây. Vậy những vị khách hàng có nhu cầu đam mê sản phẩm gì hãy chốt đơn với cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, chiếc về trong ngày hôm trước thì là một modem rất đặc biệt và chiếc này thì được thiết kế có 3 đèn vu. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây 1, 2, 3 đèn vu và modem của sản phẩm là Pioneer CT700. Vâng, đặc biệt hơn thì chiếc này nó được thiết kế cửa băng hở nhé. Thiết kế cửa băng hở thì các bác có những cuốn băng đẹp mà như bác khách hàng có địa chỉ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đây, bác cũng đặt một bộ băng đắt tiền đây nhưng mà cửa hàng hết hàng rồi ạ. Vâng, sản phẩm thì quý khách hàng mà lựa chọn những sản phẩm đẹp bên cửa hàng thì các bác muốn chốt thêm những sản phẩm gì thì có thể liên hệ trực tiếp với cô chủ shop để các bác thích những sản phẩm gì thì cứ alo. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay cửa hàng âm thanh Hạnh xin gửi cho anh Hà Duyên Hòa. Anh có địa chỉ 9/35 đường Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, anh đặt một chiếc đầu câm Pioneer CT700 và anh có đặt hồi gỗ luôn nhé. Đặt hồi gỗ luôn. Vâng, hồi gỗ thì các bác khách hàng đặt hồi gỗ thì là 1 triệu một chiếc nhé. 1 triệu một chiếc hồi gỗ và chiếc này thì còn cực kỳ là đẹp này. Vâng, phía trên nóc thì chỉ có một chút keo thôi, còn máy rất mới và cực kỳ đẹp luôn. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng sẽ quay phía sau để cho anh Hòa được biết sản phẩm của mình đây. Quá đẹp luôn, máy móc thì anh hỏi là 7 màu hay là có được 7 màu không thì cửa hàng đã báo cáo với anh là sản phẩm này nó 9 màu, không phải 7 màu nhé. Trên con tàu vô định, còn đây là những dư âm. Rất đẹp luôn. Và chiếc này thì ngày hôm qua cũng rất nhiều bác khách hàng liên hệ với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Có bác khách hàng bảo cứ hỏi đến sản phẩm gì là cô chủ shop cũng đã chốt mất rồi. Vâng, sản phẩm thì cực kỳ là đẹp nhá. Mặt biếc này, sáng quắc luôn này. Vâng, và trong ngày hôm qua cửa hàng âm thanh Hạnh có sưu tầm được một bộ siêu phẩm đấy. Bộ này thì cực kỳ là lặng luôn. Hai người khênh mới nổi một chiếc bao. Trong các bụi từ đây C9M10, đây là một siêu phẩm đẳng cấp, được thiết kế rất pro và rất đẹp luôn.
Vâng vậy, qua clip này cửa hàng cũng sẽ test nhanh để đóng gói sản phẩm đi đóng gỗ cho khách hàng, và đầu tuần cửa hàng sẽ gửi ngay cho khách hàng sớm nhất sẽ nhận hàng. Anh có địa chỉ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Vâng vậy, cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Hà Duyên Hòa. Anh có địa chỉ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng đã luôn theo dõi và đồng hành cùng cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh trong suốt chặng đường audio. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.